Sáng mùng 1 tháng 11, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị giao ban Bộ Tổng tham mưu tháng 10 năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, chỉ huy các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam sau khi nghe các cơ quan đơn vị báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thượng tướng nguyễn tân cương biểu dương các cơ quan đơn vị tích cực chủ động quyết liệt triển khai hoàn thành toàn diện các mặt công tác nổi bật là bộ tổng tham mưu đã chỉ đạo toàn quân nắm chắc tình hình duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tham mưu với quân ủy trung ương bộ quốc phòng báo cáo lãnh đạo đảng nhà nước kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao cho các đối tượng đúng chương trình kế hoạch và chất lượng. Hoàn chỉnh đề án tổ chức lễ diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tổ chức giải bóng truyền quân đội các nước ASEAN, tập huấn bắn súng cho quân đội Hoàng gia Campuchia, đăng cai giải Điền Kinh Quốc gia năm 2023, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, tạo ấn tượng sâu sắc cho các đoàn tham gia về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới thượng tướng nguyễn tân cương đề nghị thủ trưởng bộ tổng tham mưu và các cơ quan chỉ đạo theo dõi toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu chủ động theo dõi nắm chắc tình hình nhất là các địa bàn trọng điểm khu vực biên giới đất liền trên không trên biển tuần tra kiểm soát ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới tăng cường tuyên truyền tuần tra ngăn chặn tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển và bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển của việt nam để mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Làm tốt công tác hướng dẫn thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các cuộc diễn tập, tổ chức hội thao bóng đá bóng truyền toàn quân năm 2023, tham gia thi đấu giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN tại Thái Lan, bảo đảm chất lượng, an toàn. Toàn quân tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội tăng cường kiểm soát quân sự kịp thời chấn chỉnh quân nhân và các phương tiện quân sự hoạt động ngoài doanh trại tuần tra canh gác bảo vệ cơ quan đơn vị an toàn chỉ đạo các đơn vị giả soát bổ sung phương án điều chỉnh lực lượng phương tiện tăng cường phòng chống cháy nổ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật phòng thủ dân sự báo cáo các cấp phê duyệt kế hoạch triển khai luật phòng thủ dân sự, trình bộ quốc phòng phê duyệt kế hoạch triển khai đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Tháng 11 có nhiệm vụ quan trọng liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm 2023. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu chỉ huy các cơ quan đơn vị chỉ đạo sâu sát, cụ thể, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định.